Một thông tin gây chấn động, nam tài tử Hàn Quốc bị tố bắt cá năm tay, ngoại tình với hai người phụ nữ đã có chồng và một sao nữ top đầu nổi tiếng. Ngày 10 tháng 2, cả xứ Hàn chấn động trước hai tin đấu tố tình ái liên tiếp nhắm vào một nam diễn viên kiêm ca sĩ 41 tuổi. Đài SBS khởi xướng tung ra loạt bằng chứng về vụ việc này suốt từ ngày 7 đến 9 tháng 2. Nhân vật chính của vụ việc lần này là Choi Jung-won, 41 tuổi, nam diễn viên bị tố qua lại với tận 5 người phụ nữ cùng lúc. Đáng nói trong số đó, hai người phụ nữ đã có chồng và một sao nữ hàng đầu thuộc nhóm nhạc K-pop nổi tiếng. Theo diễn biến chi tiết được SBS công bố, Choi Jung-won, cựu thành viên nhóm nhạc K-pop nổi tiếng, bị tố ngoại tình với một người phụ nữ có chồng gọi tắt là A và bị chồng của A khởi kiện. Ngày 9 tháng 2, phóng viên giải trí kiêm YouTuber nổi tiếng Lee Jin-ho khai màn vụ việc với tin tức Choi Jung-won bị chồng của A khởi kiện. Ngoài ra, vị phóng viên này cũng tố nam diễn viên họ Choi đã qua lại cùng lúc với thêm 3 cô gái độc thân khác. Vụ việc bị đẩy lên tới đỉnh điểm khi B, một cô gái từng qua lại với Choi suốt 4 năm đứng lên tố cáo nam diễn viên này. Choi Jung-won qua lại với nhiều cô gái là có mục đích cả đấy. Tổng kết lại, Choi Jung-won được cho là đã gian díu với 5 người bằng các cách thức tinh vi. Vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, chồng của A sau đó đã lên tiếng về mối quan hệ ngoài luồng của vợ mình với nam diễn viên họ Choi từ tận tháng 5 năm ngoái, thậm chí còn tung ra tin nhắn của hai người này làm bằng chứng. Một người từng là ngôi sao hàng đầu và là thần tượng đã cố liên lạc với vợ tôi. Ngày nào anh ta cũng gọi cho vợ tôi và bày tỏ rằng anh nhớ em, hẹn gặp thường xuyên nhé. Thậm chí anh ta còn dắp tâm đưa vợ tôi về nhà. Đáp lại cáo buộc của chồng A, Choi phủ nhận kiên quyết. Tôi chỉ đi ăn với người chị thân thiết từ nhỏ thôi mà. Tôi gặp chị cũng là để hỏi thăm sức khỏe thôi. Đáng nói, phía Choi còn khởi kiện chồng của A vì tội phỉ báng. Trước vụ việc ầm ĩ, A đã quyết định tham gia phỏng vấn với đài SBS. Tại đây qua khẳng định chồng mình bóp méo nhiều thông tin, phủ nhận cáo buộc ngoại tình với tài tử Choi Jung-won và tố chồng bạo hành. D đã tình cờ phát giác mối quan hệ giữa Choi và sao nữ C khác sau khi phải chi tiền cho chính chuyến du lịch Mỹ của hai người này. D vô cùng bức xúc vì bạn trai dùng tiền của mình để đi ngoại tình. Cả ba người này đã gặp mặt và đối chất. Và tại đây, sao nữ C cảm thấy vô cùng hối hận và đã tự trả lại các khoản chi cho chuyến du lịch ở Mỹ trước đó cho cô gái D. Truyền thông Hàn gọi đây là scandal tình ái kiểu bạch tuộc vì hành động qua lại với tận 5 người phụ nữ của Choi Jung-won. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Choi khẳng định không bao giờ qua lại với nhiều người phụ nữ cùng lúc. Điều này càng khiến cho công chúng thêm phần phẫn nộ, chỉ trích dữ dội thái độ giả dối của Choi. Chúng mình là S News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S News.